Thời điểm hiện tại, toàn bộ 19 tỉnh thành trên khắp miền Nam đều đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16. Theo đó, thì người dân hầu như phải ở nhà, chỉ ra đường khi thực sự cần thiết. Trước đó, thì nhiều người đã tranh thủ đi siêu thị để mua hàng hóa dự trữ và chất đầy tủ lạnh, đảm bảo cho an toàn bản thân cũng như gia đình trong mùa dịch này. Mới đây, thì một thanh niên đã đăng tải một đoạn clip khoe những thứ mình có bên trong chiếc tủ lạnh nhà mình. Trong đoạn clip, thì anh chàng dí dỏm, trời ơi đã nói là nhà không có giàu, mà sao mọi người cứ comment nói nhà mình giàu. Xem đoạn clip thì ai cũng biết thực chất chàng trai kia chỉ đang đáp lại sự hài hước cà khịa của một bình luận chê mình nghèo chỉ vì nhà không có trứng trong tủ lạnh. Đáp lại thì anh mở một bên trong của tủ lạnh ra để khoe mình đang có 40 quả trứng gà, 20 quả trứng vịt và 10 quả trứng muối. Thậm chí lát sau thanh niên này còn bê trên tay một trổ đựng tới 50 quả trứng gà ta. Chưa dừng lại tại đó thì chủ nhân đoạn clip còn khoe ngăn mát của tủ lạnh chất đầy các loại rau củ và thịt thà, những thứ mà trước đó dân tình rần rần vì khó mà mua được.